chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở theo quy định mới. Thủ tục chuyển đổi. 1. Kiểm tra quy hoạch đất. Trước khi bắt đầu, quý vị cần kiểm tra quy hoạch đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo rằng khu vực cần chuyển đổi không thuộc diện cấm. 2. Đơn xin chuyển đổi. Chuẩn bị đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan. 3. Thẩm tra và xác minh. Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thẩm tra hồ sơ và tiến hành xác minh thực địa để đảm bảo đất không thuộc diện nông nghiệp quan trọng. 4. Quyết định của Ủy ban Nhân dân. Sau khi hồ sơ được duyệt, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 5. Nghĩa vụ tài chính. Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, bao gồm phí chuyển đổi và bảo vệ phát triển đất trồng lúa. Chuyển đổi theo các hình thức. 1. Từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản, cần được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Từ đất trồng cây hàng năm sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, yêu cầu xin phép và đồng ý của cơ quan nhà nước. 3. Từ đất rừng đặc dụng sang đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, chuyển đổi được xem xét theo quy định của pháp luật. 4. Từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, phải được phép và có sự thu tiền sử dụng đất từ nhà nước. 5. Từ đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất, được nhà nước giao đất và có thu tiền sử dụng đất. 6. Từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, đều cần xin phép và được Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định. Nghĩa vụ tài chính. Nếu chuyển đổi theo quy định, người sử dụng đất cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính như chi trả phí chuyển đổi và các khoản phí khác theo quy định. Lưu ý quan trọng. Cần lưu ý rằng quy trình và thủ tục có thể thay đổi tùy theo khu vực và quy định cụ thể của từng địa phương. Do đó, trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi, quý vị nên liên hệ với cơ quan chức năng địa phương để có thông tin chính xác và cập nhật nhất.